học sinh chưa đủ tuổi chạy xe máy bị cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh phạt, nhà xa, ba mẹ bận. Bị cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thổi phạt vì chưa đủ tuổi chạy xe máy trên đường, học sinh lớp 11 giải thích vì nhà ở xa, ba mẹ bận đi làm không ai đưa đi học nên phải tự chạy xe máy đi học. Trưa ngày 10 tháng 4, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh tuần tra kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại ngã tư đường Võ Thị Sáu, Pasteur, quận 3. Đây là chuyên đề được cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thực hiện liên tục trong thời gian qua, kết hợp tổ chức tuyên truyền tại trường. Cho học sinh, phụ huynh ký cam kết nhưng tình trạng học sinh chưa đủ tuổi chạy xe máy đến trường vẫn chưa chấm dứt. Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra vào ngay thời điểm tan trường. Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe trên 50cc khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái, không có gương chiếu hậu. Khoảng 11 giờ 15 phút, cảnh sát giao thông phát hiện nam sinh lớp 11 HBMN chạy xe trên 50cc vi phạm nhiều lỗi về trật tự an toàn giao thông. Nam sinh này điều khiển xe máy trên 50cc khi chưa đủ tuổi, thấy cảnh sát giao thông còn đi lên vỉa hè để tránh MMN liên tục gọi về gia đình và giải thích với cảnh sát giao thông vì gia đình bận đi làm không ai đưa đi học và nhà ở xa ở tận quận 12 nên phải tự lái xe đi học từ đầu năm đến nay. Đội tuần tra dẫn đoàn đã triển khai kiểm tra, xử lý 291 trường hợp liên quan đến học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy, không có bằng lái. Nam sinh mặc áo khoác đen khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt, lập biên bản giải thích nhà chỉ có một chiếc xe máy, nhưng vì nay cả nhà đều bận nên em tự lấy xe đi học và tưởng rằng xe số là xe dưới 50cc. Học sinh từ 16 tuổi được chạy. Các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi lái xe, không có bằng lái đều bị tạm giữ xe 7 ngày. Khi lập biên bản, cảnh sát giao thông cũng giải thích về việc nguy hiểm khi chưa có bằng lái mà điều khiển xe tham gia giao thông cho học sinh. Đồng thời nhắc các em mời người nhà cầm giấy tờ đến trụ sở để đóng phạt trong các buổi tuyên truyền tại trường học. Cảnh sát giao thông luôn nhấn mạnh với phụ huynh không giao xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Nhưng thực tế công tác xử lý, cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn còn rất nhiều em vi phạm. Lý do chung được các em đưa ra khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt vẫn là nhà không có người chở đi học, nhà xa, cha mẹ bận. Thậm chí không biết xe mình đang chạy là xe dưới 50cc hay trên 50cc các em học sinh. Gọi điện thoại báo về gia đình hoặc gọi người thân đến để xử lý. Thời gian qua, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông. Phụ huynh này đến địa điểm cảnh sát giao thông xử lý khi nhận được điện thoại của con thông báo vừa bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Theo nam sinh trên, em có riêng chiếc xe dưới 50cc để đi học nhưng xe mới bị tai nạn nên hôm nay lấy xe của gia đình đi học. Phụ huynh của em cũng liên tục giải thích và năn nỉ cảnh sát giao thông nhưng nam sinh vẫn bị lập biên bản xử phạt lỗi người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cc, tạm giữ xe 7 ngày. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông gửi về trường để đánh giá, xếp loại hành kiểm từ ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xử phạt 539 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm. Phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi lái tham gia giao thông cũng bị lập biên bản phạt vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Theo cảnh sát giao thông, căn cứ Nghị định 100/2019, Nghị định Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021, Nghị định Chính phủ, học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lái xe máy có dung tích từ 50cc trở lên thì bị phạt tiền từ 400.000, 600.000 đồng. Phụ huynh là chủ xe mô tô, xe gắn máy cũng bị phạt tiền từ 800.000, 2.000 đồng vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.